Tối ngày 18 tháng 4, đối tượng Nguyễn Duy Hải, 34 tuổi, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, đã được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh di lý từ thành phố Hồ Chí Minh về Lâm Đồng để phục vụ điều tra trong tình trạng đang lên cơn nghiện ma túy. Trước đó, lúc 21 giờ ngày 17 tháng 4, kẻ đồng phạm là Trần Anh Sáu, 31 tuổi, cùng trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà cũng đã bị bắt giữ. Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 4, Sáu điều khiển xe máy chở Hải về đến ngã ba ông Thống, khu Quang Trung 2, xã Gia Lâm, thì gặp anh Nguyễn Văn Cảnh, chú cùng xã Gia Lâm đang bốc hàng lên xe khách. Do có mâu thuẫn từ trước nên Hải nói xấu dừng xe để Hải đi bộ về phía anh Cảnh. Tại đây hai bên xảy ra cãi vã. Hải rút từ trong túi sách đang đeo bên người ra một khẩu súng ngắn bắn bốn phát súng. Trong đó có một phát trúng bụng anh Cảnh. Anh Cảnh được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng. Xác định vụ việc là nghiêm trọng đối tượng gây án manh động có vũ khí nóng. Đại tá Trần Minh Tiến, giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đinh Xuân Huy, phó giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Lâm Hà và phòng cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp truy bắt đối tượng, khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu được hai vỏ đạn và một đầu đạn. Ngay trong đêm, đối tượng 6 đã bị bắt giữ. Sáu khai sau khi bắn anh Cảnh, Sáu chở Hải lên thành phố Đà Lạt và Hải đã đón xe taxi đi đâu Sáu không biết. Sáu quay trở lại xã Gia Lâm thì bị bắt giữ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định Hải đã trốn về Thành phố Hồ Chí Minh. Công an Lâm Đồng đã đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ truy bắt Hải. Lúc 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4, Hải đã bị bắt cùng khẩu súng tăng vật khi đang lẩn trốn tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, Hải là đối tượng nghiện ma túy, đã ăn lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc và đang chờ quyết định của tòa án. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng và nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, đối tượng dùng súng bắn người đã bị bắt sau 15 giờ ngày án.